em biết này hợp với chị luôn á. Qua câu chuyện này Tường với chị Giang có một câu chuyện vui nên chị kể Giang nghe. Không biết chị Giang chơi lớn tuổi chị còn nhớ không? Chứ Tường chị Giang chơi với nhau từ mười mấy năm nay mà thương nhau, thân nhau dữ lắm. Mà đặc biệt là trai là hay nhường cho nhau nữa. Trời ơi đó, hồi xưa hai chị em đi chơi đó, dù mà nhìn xa thấy có anh đẹp trai đó đó, ha, anh Mín đó, đẹp trai vậy đó, là trời ơi em thích anh đó quá. Chị Lê Giang cũng trời ơi chị thích anh đó quá. Hai chị em suy nghĩ coi làm sao không mất tình chị em. Hai đứa rủ nhau đi vô trong toilet á, bàn lại chỗ đó ồn ào quá, bàn không có được đi chơi ồn ào mà. Bạn giờ sao tụi chị thích anh đó quá, em thích đó quá, nhưng mà chị lớn tuổi hơn em thôi, em nhường chị đi, em còn nhiều cơ hội. Nhường chị luôn. Bữa nay em thích anh Mín đó luôn, em nhường chị đó. Một lát em chỉ cho chị, chỉ điểm ảnh. Em biết ảnh rồi, chị nhớ nha, tóc đầu đinh. Nói anh này là mũi thô, ảnh không có phải là cái người dạng theo modern, ảnh hơi người cổ điển á. Ảnh không có đi sửa sắc đẹp. Cho nên là mặt ảnh là còn thô lắm, nhưng mà rất là đàn ông. Nước da ngâm ngâm nghe được. Từ xa chị cái giác quan chị đánh hơi được cái mùi của ảnh là cái mùi đàn ông rất là đậm đặc. Mùi đàn ông đậm đặc luôn. Đậm đặc. Là nguyên chất nó ra hay là mùi? Em mùi đó nặng lắm mà. Nó đậm đặc mà. Cái mùi đó là mùi khác, còn cái mùi của giống đực là nó khác, còn cái mùi cánh là cái mùi viêm nó khác. Tường phân biệt được giống đực, giống cái và mùi, hiểu không? Có nghĩa là cái anh này là giới tính rõ ràng. Nam. Rất nam tính. Nam tính. Trời ơi, anh thích gái ngoan. Tình cảm quá. Nhưng mà anh thích gái ngoan là đâu phải hai chị em mình đâu. Ôi xin. Không có giác quan nào em bắn cái chị hết trơn rồi, đâu có được. Chua. Mà sao cái giọng của em nó tình cảm dễ thương quá hả? Ở ngoài em có vậy không em? Người ta không có thích bà đâu bà ơi. Hỏi thôi mà. Người ta thích gái ngoan. Gái ngoan. Chị nhắm chị ngoan không? Chị ngoan, hồi đó chị ngoan. Đó là chương trình mình không có đi tìm bạn trai đâu mà chị. Ủa giác quan thứ 6 có nghĩa là nhiều khi ở đó ở đây bắn lại chúng nhau là dính luôn đó. Dạ. Là như vậy là ví dụ như ngày hôm nay cảm giác của anh đến chương trình là sẽ có bạn gái dắt về. Chị cảm giác hôm nay linh tính chị đến đây là thế nào chị cũng có lời đi về. À vậy. Nhiều khi đây cũng là một cái giác quan. Đó là giác quan đó. Giống như chị Lê Giang là ẩm tiền về, còn chị là ẩm người về. Chị là ẩm người về. Đó. Mê trai thấy rõ luôn vậy đó.